Chiều ngày 22 tháng 10, tại kỳ họp thứ 8, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án luật dữ liệu. Theo ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, luật này quy định về xây dựng, phát triển, xử lý, quản lý dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, trung tâm dữ liệu quốc gia, sản phẩm dịch vụ về dữ liệu, quản lý nhà nước về dữ liệu, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động về dữ liệu chính phủ cũng khẳng định việc hoàn thiện pháp luật quy định những chính sách trong phát triển ứng dụng dữ liệu vào công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội là yêu cầu rất cấp thiết tạo điều kiện cho mọi người dân được thụ hưởng lợi ích từ hoạt động chuyển đổi số bên cạnh đó việc xây dựng luật đảm bảo bao quát đầy đủ các nội dung nhiệm vụ mà chính phủ đã xác định trong công tác chuyển đổi số tăng cường sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác quản lý nhà nước vừa khai thác ứng dụng dữ liệu trong phát triển kinh tế xã hội, vừa thắt chặt quản lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu phi cá nhân, đảm bảo an ninh an toàn thông tin. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về chuyển dữ liệu ra nước ngoài cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Theo dự thảo, hoạt động cung cấp chuyển dữ liệu ra nước ngoài cho tổ chức cá nhân nước ngoài phải đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu, bảo vệ an ninh quốc phòng và lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng. Dữ liệu được phân loại là dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng cần được cung cấp, chuyển giao bên ngoài biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho tổ chức cá nhân nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền đánh giá tác động và chấp thuận. Đối với dữ liệu cá nhân thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dự thảo cũng thể hiện rõ thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao dữ liệu trên cụ thể thủ tướng chính phủ quyết định việc cung cấp chuyển giao dữ liệu cốt lõi bộ quốc phòng chủ trì thực hiện xác định đánh giá tác động và quyết định cung cấp chuyển giao các dữ liệu quan trọng thuộc lĩnh vực quân sự quốc phòng cơ yếu bộ công an chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá tác động việc chuyển giao dữ liệu quan trọng không thuộc điểm b khoản này Chủ quản dữ liệu quyết định việc chuyển giao dữ liệu quan trọng sau khi đã đạt đánh giá tác động. Ngoài ra, chủ quản dữ liệu khi cần cung cấp chuyển giao dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng ra nước ngoài cho tổ chức cá nhân nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Cùng với đó là đánh giá các rủi ro mà hoạt động cung cấp chuyển giao dữ liệu có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng và lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức theo yêu cầu của luật. Dự thảo luật giao chính phủ quy định chi tiết Cơ quan thẩm tra dự án luật là Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí về quy định việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Đồng thời có ý kiến đề nghị cần thận trọng chặt chẽ để bảo vệ chủ quyền số và lợi ích quốc gia, nhưng cũng phải đảm bảo hài hòa với thông lệ quốc tế, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính làm cản trở luồng dữ liệu an toàn tự do xuyên biên giới. Cơ quan này cũng đề nghị xác định rõ các loại dữ liệu bị cấm hoặc hạn chế chuyển ra nước ngoài, các trường hợp được thực hiện chuyển dữ liệu, quy trình chuyển dữ liệu ra nước ngoài, trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sự cố dữ liệu. Vấn đề này cũng được đặt ra khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chiều ngày 14 tháng 10 vừa qua. Chính phủ cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tham khảo ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp có liên quan để hoàn thiện quy định này, đảm bảo công tác quản lý nhà nước nhưng cũng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, khơi thông dòng chảy dữ liệu bộ trưởng công an lương tam quang cho biết dự luật quy định về việc chuyển dữ liệu ra khỏi biên giới việt nam đều phải được cơ quan có thẩm quyền đánh giá tác động và cấp phép riêng đối với dữ liệu cá nhân việc chuyển giao phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thủ tướng sẽ quyết định việc cung cấp chuyển giao dữ liệu cốt lõi bộ quốc phòng chủ trì xác định và đánh giá tác động quyết định cung cấp và chuyển giao các dữ liệu quan trọng thuộc lĩnh vực quân sự quốc phòng cơ yếu bộ công an chủ trì phối hợp với cơ quan đánh giá tác động việc chuyển giao dữ liệu quan trọng không thuộc quân sự quốc phòng theo người đứng đầu bộ công an việc đánh giá tác động khi chuyển giao dữ liệu sẽ tập trung vào việc xác định mức độ rủi ro tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia lợi ích cộng đồng và quyền lợi của cá nhân tổ chức cơ quan của bộ công an sẽ xem xét tính hợp pháp mục đích quy mô và độ nhạy cảm của dữ liệu khả năng bị giả mạo phá hủy do gì hoặc sử dụng trái phép biện pháp bảo vệ dữ liệu và quyền lợi của chủ thể dữ liệu cũng như khả năng quản lý dữ liệu sau khi chuyển giao đại diện cơ quan thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Lê Tấn Tới cho rằng đây là nội dung mới nhưng tờ trình chưa làm rõ sự cần thiết của quy định này. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, luồng dữ liệu xuyên biên giới ngày càng gia tăng, đòi hỏi phải có khung pháp lý rõ ràng để quản lý. Việc quy định chuyển dữ liệu ra nước ngoài cần được cân nhắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân liên quan đến dữ liệu cá nhân. Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo xác định rõ các loại dữ liệu quan trọng bị cấm hoặc hạn chế chuyển ra nước ngoài, quy định về lưu trữ bản sao dữ liệu quan trọng tại Việt Nam và truy xuất kiểm soát dữ liệu khi đã chuyển giao. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng cần làm rõ trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sự cố dữ liệu, quy định về thẩm quyền của các cơ quan trong việc quyết định việc chuyển giao dữ liệu, tuân thủ quy định về dữ liệu để tránh trồng chéo trong quản lý. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Lê Quang Huy cũng đồng tình với quy định này. Song ông đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm nội hàm trao đổi dữ liệu xuyên biên giới, nhất là về mặt quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế. Theo ông, nội dung này sẽ thúc đẩy dòng chảy dữ liệu, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, chuỗi cung ứng và mở rộng nguồn lực tài chính. Đây cũng là cách minh bạch chống hoạt động rửa tiền và hành vi tham nhũng. Việc trao đổi dữ liệu này phải đảm bảo chủ quyền số, quy định với dữ liệu số Việt Nam để bảo vệ tối đa lợi ích của đất nước cũng như các thỏa thuận quốc tế giải trình bộ trưởng bộ công an lương tam quang cho hay các cơ quan sẽ tiếp tục giả soát và hoàn thiện quy định về chuyển giao dữ liệu ra nước ngoài để đảm bảo sự đồng bộ với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân do tính chất phức tạp và biến động nhanh của môi trường số việc quy định chi tiết ngay từ đầu là không khả thi vì vậy dự luật sẽ giao cho chính phủ thẩm quyền ban hành các nghị định hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo quy định luôn phù hợp với thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số